Hi everyone, chào mừng các bạn trở lại với chương trình Grammar for TOEIC Learn with KK Unit 4 ha. Thì ơi, video này thì mình sẽ nói về câu phức và câu có hai vị ngữ. Thì các video trước mình cũng đã hướng dẫn các bạn cái cách mà mình nhận biết chủ ngữ và vị ngữ trong một câu. Nhưng mà mình cũng gặp một số trường hợp là câu đó nó có nhiều vế hoặc là câu đó có hai vế. Hoặc là có hai cái vị ngữ. Thì hôm nay mình sẽ là nói cụ thể hơn những cái dạng câu đó mình sẽ gặp trong đề thi là như thế nào, và cách mà mình nhận biết cái dấu hiệu mà mình nhận biết á, những cái câu đó là như thế nào ha. Rồi, thì bắt đầu mình sẽ bắt đầu với câu phức ha. Thì câu phức sẽ là như thế nào? Thì bữa trước mình cũng đã làm một số cái ví dụ về cách nhận biết vị ngữ rồi. Ở đây mình sẽ xét một cái trường hợp như thế này. I was learning English when my mom came home. Thì nhìn vô mình sẽ thấy đây là was learning, nó là một cái vị ngữ rồi ha, là dấu hiệu của quá khứ tiếp diễn ha. Rồi ở đây mình sẽ thấy chữ came nữa. I came home, nó là chữ came này, nó là quá khứ của cái động từ come nè. Come là về đến hoặc là đến đâu đó ha. Thì ở đây mình sẽ thấy đây là vị ngữ thứ nhất. Đây là vị ngữ thứ hai. Câu này là có hai vị ngữ. My mom là chủ ngữ thứ hai. Còn I này là chủ ngữ thứ nhất, đúng không? Và cái này giống như là một vế, cái này là cái vế thứ hai, và được nói với nhau bằng cái chữ when này. Cái chữ when này nó là cái liên từ, gọi là liên từ. Thì tôi đang học tiếng Anh khi mà mẹ tôi về đến nhà. Hoặc là mình có thể viết lại cái câu này: When my mom came home, I was learning English. Khi mà mẹ tôi về đến nhà thì tôi đang học tiếng Anh. Nó sẽ có cái dạng này nữa. Cái này người ta gọi là liên từ ha. Liên từ đằng trước, và đây là sắp xếp 1 cộng verb 1 với 1 phẩy cái, sắp xếp 2 cộng verb 2. Vậy thì cái này là cái dạng có hai vế, và đây là một câu phức ha, hay gọi là câu phức tạp. Rồi nói chung là câu mà có hai vế trở lên, nói hai vế lại với nhau bằng cái liên từ đó. Thấy xuất hiện liên từ là mình nghĩ nó là câu phức rồi ha. Thì đây mình sẽ có cấu trúc sắp xếp 1 verb 1 cộng conjunction, nó là liên từ ha. Sắp xếp 2 verb 2, hoặc là conjunction đứng đằng trước, rồi đấy sắp xếp 1 verb 1 phải cái sắp xếp 2 verb 2. Đó thì mình sẽ gặp những cái dạng liên từ nào trong trong bài thi TOEIC. Một số cái liên từ mình hay gặp nè: when, why, before, after. Đây là liên từ chỉ sự chỉ thời gian ha. Khi, rồi trong khi, rồi trước, sau gì đó ha. Mình sẽ hay gặp. Còn đây nữa là so and but or for nè. Đây liên từ so là ví dụ vậy nên, thế nên, and là và ha. But nhưng, or là hoặc, for là vì cái gì đó, thì vì cái gì đó, cho cái gì đó. Thì mình sẽ rất hay gặp mấy cái này nè, so and but or nè, rất hay gặp ha. Rồi còn này mình hay gặp nữa nè, both nè, both and, not only but also, either or, neither or, neither nor. Thì cái cấu trúc này là dạng liên từ mà nó tương hỗ, kết hợp với nhau. Thì ở đây mình sẽ gặp những cái cấu trúc này nè, đó nó sẽ tương đồng với nhau. Ví dụ như ở đây thì gì, thì ở đây nó sẽ là thì đó. Ở đây là danh từ, thì ở đây nó sẽ là danh từ. Both and nghĩa là cả hai, cả cái gì đó và cái gì đó. Hoặc là not only but also, là tuy nhiên, tuy không những mà còn, không những cái gì đó mà còn cái gì đó nữa. Not only but also. Hoặc là either or, cả cái gì đó hoặc cái gì đó cũng là một cái gì đó. Cả cái gì đó hoặc cái gì đó. Hoặc là neither nor. Either nor nghĩa là phủ định của either or, ở dạng phủ định, cũng không á, cả cái này hoặc cái này cũng không, không là gì hết ha, cũng không làm được cái gì hết hay là cái gì đó. Nó là phủ định của either or ha. Rồi hoặc là mình sẽ gặp because, seen, as, rất hay gặp, nó là bởi vì, liên từ dạng lý do. Hoặc là mình sẽ gặp although, though, even though, nó là mặc dù ha. Rất hay gặp. Hoặc là cái này hay gặp nữa nè, đó câu điều kiện mà ở dạng là if á, câu if á,
đó, mình sẽ rất hay gặp. Nó sẽ nối các vế lại với nhau. Câu if này trở lên là sẽ có hai vế trở lên, hai vế. À, thường mình sẽ có thể thấy dấu phẩy này. Nói chung mà tóm lại là trong một câu mà các bạn thấy có sự xuất hiện của liên từ hoặc là có dấu phẩy thì các bạn để ý nó là dạng câu phức ha. Rồi, ở đây mình sẽ có một số ví dụ, mình xét một số ví dụ ha. Rồi, ở đây mình sẽ thấy chữ while nè. À, mình thấy nó là liên từ rồi ha. Rồi, đây là are rồi. Thì từ đây về sau nó sẽ là vị ngữ của mình đúng không? À, ở đây dấu phẩy nữa nè, à, ngăn cách nhau. Và dấu phẩy nữa nè, à, thì cái vế ở trên nó là vế thứ nhất tới đây, cái r từ r này trở đi tới đây nó là cái vị ngữ một của mình ha, còn đây là chủ ngữ một rồi, chủ ngữ hai của mình sẽ là từ đây cho tới đây, à tới đây mình sẽ thấy cái chữ support, à, support à, là động từ, support là hỗ trợ cái gì đó, à, thì tới đây đây mình là vị ngữ hai của mình, à, nhìn vô là mình sẽ thấy để ý cái dấu phẩy và cái liên từ. Trong khi à, những người hút thuốc thì cái gì đó thì hầu hết những người không hút thuốc ủng hộ cái gì đó. À, đó rồi cái bài này nếu mà mình chú ý là mình có thể làm được luôn, tại vì cái ở bài trước mình đã nói cái dạng từ loại đó, à, cái dạng mà từ loại của câu này là vị ngữ rồi đúng không, cái phần này nó che cái gì đi nè, à, thì mình nhìn xuống đây cái đáp án của mình là nó là câu về từ loại này. Critical, criticism nè. À, thì nhìn đeo này mình thấy đây là trạng từ đúng không? Thì bỏ cái chữ lì này đi, thì nó sẽ là tính từ ở đây. À, vậy thì cái chỗ này là có thể là động từ và à, cái chỗ này có thể là danh từ, cái đuôi dùm nữa, đuôi dùm này là danh từ. Đó. À, rồi vậy thì ở đây mình sẽ điền cái gì? Nếu mà các bạn chú ý cái bài trước mình nói rồi, à, cấu trúc nè, to be, sau to be sẽ là cái gì? Sau to be có thể sẽ là now hoặc là adjective, à, là một now hoặc là một adjective, à, thì mình để ý ở đây là mình sẽ thấy ở đây là cụm giới từ đúng không? Now of cái gì đó, cái gì cả, cái gì đó. Nhưng mà mình để ý trước đằng trước cái chỗ này có cái gọi là trạng từ đúng không? Cái chữ ly nè, đó, trạng từ. Thì trạng từ sẽ đứng giữa to be và cái gì? Đó, hôm bữa mình có nói sẽ đứng giữa to be và tính từ ha, giống như là the dog, hôm bữa mình có ví dụ là the dog is really cute, à, con chó thật sự là dễ thương, thì is là cute, à, chữ đứng giữa là trạng từ, thì đây nó che đi cái tính từ đi nè, đó thì đó ở đây là trạng từ đi theo sau, đằng trước đằng trước tính từ và bổ nghĩa cho tính từ, à, thì cho nên mình biết ở đây mình sẽ điền một cái là adjective, và nhìn xuống đáp án thì cái này là adjective thôi, đây là đáp án của mình. À, đấy, áp dụng những cái kiến thức trước đại học mình có thể làm được rất là nhiều câu đó nha các bạn. Rồi tiếp theo câu này là we are đây, cái chữ are này nó là một cái vị ngữ, sau này là sự vị ngữ của mình, hay chữ dấu phẩy ở đây, rồi đây chữ so, à, liên kết, à, liên từ, à, so cái gì đó, cái gì đó, à, ở đây mình sẽ thấy từ đây tới đây nó là cái vị ngữ một của mình. Nhưng mà ở đây mình sẽ không thấy cái chủ ngữ hai của mình ha. Mình sẽ vô cái nó thấy cái verb liền. Please, please feel, feel là verb của mình. Please feel out. Thì cái này nè, đó nó cũng là cái dạng câu phức nè. Đó. Có hai vế, cái vế sau thì câu này là câu kiểu như cầu khiến, làm ơn làm cái gì đó. So please feel out đó. À, còn câu này là câu sắp xếp 1 cộng verb 1 của mình. Đó. Rồi. À, tiếp theo nè. Đây nhìn thấy cái chữ if liền. Câu điều kiện if. À, phẩy cái nè. Đây thêm cái dấu phẩy nữa. À, thì thấy nhiều dấu phẩy mình phải xác định được cái vế 2 của mình nó nằm ở đâu. Vế 1 của mình là từ đây cho đến đây rồi. À, từ đây cho tới đây rồi. À, nguyên cái vế 1 của mình đó. Cái vế 2 đó mình xin từ đây tới đây nè. À, tại sao biết vậy? Nhìn vô hai chữ blend nè, blend nó là động từ ha, à, thì từ này nó đi là subject adverb vị ngữ một của mình, lên kế hoạch, à, lên kế hoạch để làm cái gì đó, hai chữ and à, nó là danh từ là làm cái gì đó, à, cái gì đó và cái gì đó, now and now nữa, tới đây nó mới kết thúc, à, rồi thì ở đây mình nhìn xuống cái vế 2 của mình sẽ thấy cái chữ should nữa
Đó, should để bắt đầu một cái vị ngữ hai của mình, nó là trò động từ đó, should on be, nên làm cái gì đó cái gì đó. À, nên đó là cái gì đó, thì đó cái khúc này cho nên nó là chủ ngữ hai của mình ha. Rồi ok, tiếp theo mình sẽ có câu này. À, câu này mình sẽ thấy chữ will be ở đây. À, rồi nhìn xuống dưới này thấy chữ phẩy nè. À, thì từ will be trở đi nó là cái vị ngữ của mình, vị ngữ một, và đằng sau dấu phẩy nó sẽ có thể là một vế nữa. Thì mình nhìn ở đây, đây là liên từ are hoặc cái gì đó will be một cái nữa nè. À, cho nên từ đây sẽ là vị ngữ hai của mình. Ừ. Rồi từ chút này trở đi, are là subject hai của mình, subject một của mình nó sẽ là nguyên cái khúc này từ đây cho tới đây. Cái chữ will be này nó bổ trợ nghĩa cho nguyên cái subject một này. Cái gì đó sẽ là cái gì đó sẽ được cái gì đó, hoặc một cái gì đó sẽ được cái gì đó. Nó là công thức ha. Rồi tiếp nè. Ê, tiếp nè. I want to thì nhìn chữ want là biết là từ đây nó sẽ là vị ngữ của mình ha. Rồi tới đây and liên từ, và and cái gì đó have nè, nó have là trợ động từ, nói theo sau nó là cái gì đó ha. Thì từ đó đó thì từ đây cho đi nó sẽ có thể là subject hai của mình. Cái câu này mình mà biết nghĩa mình sẽ làm nó cũng dễ hơn. Nói chung là tiếng Anh mà mình biết nghĩa thì làm câu nào cũng dễ hơn, nhưng mà đây mình nói về ngữ pháp. Ngữ pháp là mình ít biết nghĩa, mình chỉ tập trung vào ngữ pháp thôi. Đó thì mình muốn như các bạn là nhận biết được cái vế câu như thế nào, nó sẽ xuất hiện như thế nào ha. Rồi câu này, tại vì đây mình không có tập trung là mình làm giải đáp án nha. Phần giải đáp án thì mình sẽ có một cái bài riêng thì mình chỉ giải đề thôi. Đó. Còn đây mình tập trung vào ngữ pháp thôi ha. Rồi quay lại câu này nè, thấy chữ is nè. Chữ is thì mình sẽ thấy là nó là vị ngữ của mình đúng không? Y cái gì đó rồi, ở đây sẽ phải chữ but liên từ. Ở đây là chữ are nữa nè. Đây từ đây sẽ là một cái vị ngữ hai của mình. Vị ngữ hai của mình, vậy thì chỗ này nó sẽ là chủ ngữ một, chủ ngữ hai của mình. Mình điền cái gì chủ ngữ hai của mình ở đây đó, và cái chủ ngữ một của mình nó sẽ là từ đây tới đây nè. Đó, vị ngữ một của mình nó sẽ từ đây cho tới khúc này, sắp ở trước dấu phẩy ha. Thì này nếu để ý xíu mình cũng có thể chọn thẳng đáp án. Đó, chữ R này là giấy cho chữ nhiều đúng không? Vậy thì chủ ngữ của mình phải là ở số nhiều. Nhìn một lượt cái câu này thì đây chỉ có chữ này chữ S thôi, số nhiều thôi. Đó, nó là đáp án đó. Ha. Rồi, câu này thì gì request. Đây thấy cái này. Câu này nó cũng đặc biệt xíu ha, các bạn để ý cái chữ dash này nè. Mình sẽ gặp rất nhiều trong câu. Chữ dash này nó sẽ liên kết giữa hai vế lại với nhau. Thì cái vế thứ nhất là sẽ đây, đây là hai chữ verb ed, verb ed, cho nên nó là verb một của mình. Còn đây là chủ ngữ một của mình, nó sẽ là cái gì đó requested, đã yêu cầu rằng. Đây là chủ ngữ hai của mình, đây nó là be offered, đây là verb dạng bị động ha. Be cộng với lại verb DD dạng bị động làm verb của mình. Tại vì câu này mình nhìn thấy nó là thuộc dạng tự loại nên mình sẽ nói cái phần tự loại đáp án cho các bạn. Tại vì khi mà mình làm bài mà gặp cái câu tự loại mình phải làm nhanh các bạn, làm dưới 5 giây cho nó mới ok được. Thì ở đây nè, offer là verb sau đó. Thì đây là vị ngữ hai của mình đúng không? Ừ, đây là chủ ngữ hai của mình nè. Mình nhìn xuống cái chỗ này, cái chỗ trống của mình nó sẽ bắt mình điền cái gì nè. Thì mình phải xác định được cái chỗ vị ngữ của mình nó thiếu cái gì. Cái chỗ này nè, thường đi theo cái này mình bữa cái bài trước mình cũng nói rồi á, các bạn để ý là các bạn sẽ làm được cái câu này. Thường đi theo sau cái verb mình sẽ có một cái trạng từ đúng không? Trạng từ đứng đằng sau verb để bổ nghĩa cho động từ. Thì đây mình thấy chữ trạng từ này nè, đó cho nên nhiều bạn sẽ nhìn vô thấy quất luôn cái câu B này, nhưng mà nhìn cho kỹ nha. Verb ở đây đằng sau nó là một cái danh từ nữa nè, đó by increases là một cái danh từ cộng danh từ. Thì hôm bữa mình cũng nói rồi, đứng giữa verb và danh từ
làm tân ngữ cho cái verb đó thì không thể nào là trạng từ được, trạng từ nó sẽ không đứng đó. Nó chỉ đứng, có thể đứng đằng sau thôi, cho nên ở đây không thể nào là trạng từ được. Mà đứng giữa này nó sẽ là một cái gì đó. Nó sẽ là, các bạn để ý, đứng đằng sau danh từ có thể là cái gì, có thể là một tính từ nha. Tính từ đứng đằng sau cái danh từ để bổ trợ nghĩa cho cái danh từ đó. Thấy không? Cho nên ở đây mình sẽ lưu ý cái dạng tính từ này đó. Tại vì rồi ra thì mình xét nè, mình xét ở đây, đây là đuôi ate là động từ luôn. Ở đây động từ này không thể nào ở đây là động từ được nữa, bỏ. Cái này là đuôi anc nè, đuôi anc là danh từ. Nhưng mà câu này để danh từ vô đây thì nó sẽ không hợp, tại vì ở đây nó là một cụm danh từ rồi, danh từ ghép rồi. Cho nên ở đây chỉ có thể nó là câu D thôi, là tính từ thôi, và đáp án nó là câu D nha. Mình loại từ từ ra ha, mình nhìn, mình phải nhìn nhanh như vậy, mình loại từ từ ra ha. Rồi câu này nè, we are not happy thì chữ are này trở đi nó là biểu ngữ của mình đúng không? Tới đây hẹp dấu phẩy, thấy đây rất là dễ, chữ we nữa. Tiếp theo là want ha, thì đây là biểu ngữ hai của mình, chủ ngữ hai của mình. Đấy. Cái này mình có thể viết lại, bỏ dấu phẩy đi, thế bằng chữ and, bỏ chữ we luôn. We are not happy due to reason on members and won't be able to accept. Đó, nó có thể viết lại như vậy ha. Đó. Rồi thì đó là câu mà câu phức thì bây giờ mình sẽ nói tiếp là cái dạng thứ hai, đó là câu mà có hai vị ngữ. Thì khi mà mình gặp câu có hai vị ngữ là sao? Nghĩa là cái cấu trúc hồi nãy mình sẽ gặp, đó là subject 1 cộng verb 1, rồi xuất hiện liên từ, xong tới subject 2 cộng verb 2 đúng không? Còn cái vị câu mà có hai vị ngữ thì nó sẽ như thế nào? Mình sẽ xét cái câu này nè. I am learning English right now and will have dinner with my girlfriend. Thì ở đây mình sẽ thấy có một cái vị ngữ ở đây rồi đúng không? Và đây có liên từ. Đằng sau này mình sẽ thấy nó là chữ will have, thì đây nó sẽ là vị ngữ hai của mình. Nhưng mình không thấy chủ ngữ đâu hết đúng không? Thì đây là cái dạng mà câu có hai vị ngữ cùng bổ nghĩa cho một chủ ngữ này, thì nó cũng liên kết với nhau bằng liên từ nè, thấy không? Tôi đang học bài, ngay bây giờ tôi đang học bài và sẽ có buổi tối, bữa ăn tối với bạn gái của tôi. Vậy thì nguyên hai cái cụm này đồng bộ trợ nghĩa cho cái chủ ngữ này. Mình sẽ có subject cộng verb 1. Rồi đây là liên từ đúng không? Conjunction. Và cộng với lại verb 2 luôn, không có subject 2. Thì cái dạng đó là cái dạng câu có hai biểu ngữ vậy. Rồi, tiếp theo ví dụ mình có câu này. The employees will have to work extra hours and will have to go home late in next month. Thì cái dạng này mình sẽ thấy nè, các bạn sẽ để ý là từ will have to đi là một biểu ngữ đúng không? And will have to là một biểu ngữ thứ hai đúng không? Đúng cấu trúc đúng không? Nhưng mà mình để ý cái chữ will have to đây nó sẽ gặp lại tới hai lần. Những người công nhân sẽ phải làm việc thêm giờ và sẽ phải về nhà muộn vào những cái tháng kế tiếp. Khi mà mình nói như vậy, mình lặp lại hai lần will have to thì nghe nó không được hay cho lắm, nghe nó rất là lủng củng và nó dài dòng lời thề. Thì mình có thể viết lại như thế này: The employees will have to work extra hours and go home late in next month. Nghĩa là mình bỏ bớt một cái will have to này đi, thì câu của mình nó sẽ gọn hơn. Đó, cho nên mình để ý cái này, khi mình gặp những cái dạng này, nó là câu hai vị ngữ và will have to work extra hours and go home, thì ở đây nghĩa là nó là giản lược bớt cái chữ will have to rồi. Các bạn nhớ rồi nha. Rồi, đó là câu có hai vị ngữ. Bây giờ mình làm một số cái bài tập để mình ví dụ ha. Tại câu này cái chữ is rồi, thì từ đây trở đi nó là vị ngữ rồi. Ở dưới này mình thấy chữ dấu phẩy so nè, liên từ đúng không? Thì từ đây về sau nó có thể là vị ngữ hai của mình. Read it carefully and leave you. Thì đây là verb 2 của mình. Verb. Còn ở đằng trước nó là chủ ngữ rồi. Cái phần đính kèm là một cái gì đó, cái gì đó, cái gì đó. Tại đây. Vậy nên hãy đọc nó đi, hãy đọc nó cẩn thận và để lại cái comment của bạn. Đây có hai động từ đó.
Nghĩa là so you read it carefully and you leave your comment on it. Bảo chữ you đi. À, nhưng mà như mình biết nó câu liên từ. Nó rút gọn lại thế. Ha. Có dấu phẩy. Rồi. Ok. Câu này all workers are đây. Cái chữ all này đi cho đi nó là vị ngữ của mình. Từ đây cho đi nó là vị ngữ của mình. Rồi tiếp đây thêm sẽ chữ and. Liên từ and xuất hiện. Ở đây là có chữ have their manager đó. Đây từ đây cho đi sẽ là vị ngữ của mình. Vậy thì câu này là câu có hai vị ngữ nè. Không có chủ ngữ hai nè. And have their đó, đúng cấu trúc luôn rồi đó. Khúc này on workers những người cộng nhân sẽ là chủ ngữ của mình. Được yêu cầu để làm cái gì đó, cái gì đó, cái gì đó. Và have là có nè. Có sai cái chữ ký của người quản lý của họ trên cái form, sign the form đó, đó, đó. And have them in his, cái chữ ký của họ, cái form để làm cái gì đó, cái gì đó. Đó. Thì nguyên cái cụm này nó bổ nghĩa cho all workers. Thì cái cụm này nó cũng bổ nghĩa cho all workers. Hai cái vị ngữ bổ nghĩa trong cái chủ ngữ. Ha. Rồi, câu này the customer is rồi. Đó, là vị ngữ của mình ha. Đấy, cái chữ and. Đó, rồi thấy chữ has to nữa nè. Đó, thì câu này cũng là câu có hai vị ngữ nè, thấy không? Rồi, thì nguyên cái này bộ phận dịch vụ khách hàng thì chịu trách nhiệm cho cái việc gì đó, gì đó, gì đó. Từ và has to là phải, và phải làm cái gì đó, cái gì đó, cái gì đó, cái gì đó. Đó, nguyên cái cụm này với sau này cũng bổ nghĩa cho cái này. Cái vị ngữ một cũng bổ nghĩa cho cái subject này. Rồi. Ở câu này cũng là dạng loại từ nè, nhưng mà câu này nó thuộc lại một cái loại là danh từ số ít số nhiều. Ở đây các bạn để ý nè, for sau giới từ. Sau giới từ thì mình có thể là cái gì? Sau giới từ nó chỉ có thể là danh từ để tạo ra cụm giới từ, nhưng mà ở đây mình thấy là verb in đúng không? Verb in ở đây nó đóng vai trò như một danh từ ha. Thì ở đây tại vì for cái gì đó, from nó là một giới từ rồi, thì ở đây nó sẽ bắt đầu một cái giới từ khác, thì cái cụm giới từ đầu tiên của mình nó sẽ tới đây thôi, cho nên nguyên cái khúc này nó phải là một cái danh từ và danh từ ghép, thì fulfilling cái gì đó, for fulfilling cái gì đó, thì ở đây nó sẽ bắt buộc nó phải là danh từ. Danh từ của mình ở đây nó phải là danh từ một nào. Cho nên ở đây nhìn xuống đáp án mình sẽ thấy mình bỏ cái này đi được, bỏ cái này đi được, tại vì nó là dạng động từ ed, động từ verb in, chỉ còn là hai cái này thôi. Hai cái này thì một cái request bình thường mình sẽ nghĩ nó là động từ đúng không, nhưng mà có những trong tiếng Anh thì có những chữ nó vừa là động từ vừa là danh từ các bạn ha. Nhưng mà ở đây thì mình để ý sẽ có một cái nguyên tắc là sau này mình sẽ làm nhiều hơn cái dạng này, đó là danh từ số ít và danh từ số nhiều á. Nhưng mà thường thường là danh từ số ít là nó không đứng chơi trọi một mình. Nó sẽ đứng chung với lại, nó phải có một cái từ gọi là từ determiner, nghĩa là từ hạn định á, chữ under gì đó. For fulfilling request nghĩa là những cái yêu cầu. Cho nên câu này của mình, đáp án của mình là câu A, nó là số nhiều, fulfilling những cái yêu cầu. Đó, dịch nghĩa ra thì câu này cũng phải là những yêu cầu, đúng hơn là một yêu cầu, tại vì yêu cầu nếu mà để đứng đó, nó phải có một cái từ hạn định á, cái chữ hoặc chữ and hoặc chữ the vậy đó. Mà đằng trước thì mình không thấy là the and gì hết, cho nên mình loại cái đáp án này không thể nào danh từ số ít được. Phải danh từ ở dạng số nhiều. Rồi thì cái dạng này mình sẽ gặp và mình sẽ nói những cái bài sau ha. Sẽ làm nhiều hơn cái dạng này ha. Rồi câu này the cái gì đó, đó are nè. Chữ are này là vị ngữ của mình. Sau này sẽ tới chữ and. And xong thấy chữ make liền ha. And make them đó, make them cái gì đó, cái gì đó. For career they are looking for. Hoặc là cái chỗ này nè, anh thấy chữ they are nữa nè. Thì cái này nó là thuộc dạng mình đều quan hệ mà giản lược á, rút gọn. Ở đây for career which, câu của nó là vậy nè, which they are looking for đó, nhưng mà nó bỏ đi cái
cái chữ width rồi. Cái chữ width này mình có thể giản lược được. Rồi đó, cái đây là cái vị ngữ hai của mình ha. Đây là vị ngữ một của mình, tất cả là nó đều bổ trợ nghĩa cho cái chữ the cái gì đó ra đây, international ram ha. Đó, bổ trợ nghĩa cho cái này. Đó. Rồi tiếp nè, as a fan has mình thấy chữ has có một cái gì đó thì từ đây đến đây nó là vị ngữ của mình. Câu này mình xem có vị ngữ ha. À, mình sẽ thấy có dấu phẩy ở đây nè. Rồi tiếp theo đó mình sẽ thấy chữ as well as, nó cũng là dạng nó là cũng tương tự như cũng là cũng giống như as well as thường là cũng giống như thì ở đây nè ông Martin có một cái gì đó cũng như là cái gì đó và cái gì đó thì câu này nó cũng là một dạng là câu phức có cái gì đó. As well as nó sẽ nói cái phần này với lại cái phần vị ngữ này có cái gì đó cũng như cái gì đó rồi câu này plans have, thấy cái chữ have này, have been and will be thì nguyên cái khúc này, đây là câu có hai vị ngữ nè, đúng không? Cái này là vấp vị ngữ hai của mình, câu này là vị ngữ một của mình, hai cái đều bổ nghĩa cho cái danh cái chủ ngữ một, chủ ngữ này đó. Right, câu này you will have of your câu này cũng là dạng từ loại nè. Thì ở đây mình sẽ thấy nè, will have này, rõ ràng rồi đúng không? Nó là vị ngữ của mình rồi. Tới đây mình sẽ thấy cái dấu phẩy và ở đây mình sẽ sự xuất hiện của verb in và cái chữ and ở đây cũng verb in nữa. Thì ở đây nó có sự đồng bộ nè, đồng bộ về verb in này. Thì cái vị ngữ một của mình nó là tới đây, sau đó nó sẽ xuất hiện cái gì? Thêm một vế nữa, debating on nó. Có nghĩa là câu này nếu mà thêm câu chính xác thì chấm ở đây cái là you will be departing on là đó, nhưng mà nó bỏ cái you will be, nó giãn lược lại, nó phẩy, nó giãn lược lại là departing on cất cánh vào lúc vào ngày 20 tháng 7 và đến vào và quay trở lại vào ngày sẽ đến vào ngày 20 tháng 7 và quay trở lại Tokyo vào ngày 26 tháng 7 đó. Thì câu này cũng là cái dạng mà mình phải chỉ phân biệt được danh từ số ít hay danh từ số nhiều nè. Of your đi theo nó phải là một noun rồi, đúng không? Noun rồi, cho nên mình sẽ bỏ câu này, tại vì choosing là verb. Còn câu này nó là chose là verb quá khứ của choose. Choose, chose, chosen, mình có động từ bất quy tắc choose, chose, đây là cột 2 của choose. Còn chỉ là danh từ thôi, có thể là một trong hai đáp án này thôi. Thì cái này mình phải biết nghĩa, mình phải dịch nghĩa, nghĩa là bạn sẽ có một cái tuần một nguyên một tuần ở cái resort of your choice hoặc là your choices cho nên nó này mình phải biết nghĩa. Nếu mà mình thấy vô là choices, nghĩa là ở đây mình thấy có chữ từ hạn định từ hạn định là your rồi đúng không, cho nên có thể là chọn choice được hoặc là cái này cũng được, nhưng mà mình phải biết nghĩa là những cái lựa chọn của bạn hoặc là hay là lựa chọn của bạn thì ở đây câu này mình dùng tại vì chỉ có một lựa chọn là mình sẽ đi tới đây thôi đúng không, câu này xếp về nghĩa là mình chỉ có đi tới đây thôi, cho nên mình chỉ có một lựa chọn duy nhất thôi cho nên câu này nếu mà về nghĩa thì mình sẽ xét đáp án của nó sẽ là choice, không thể nào là mình lựa chọn nhiều cái được. Nếu mà lựa chọn nhiều cái thì đâu có đi đúng ngày này và về đúng ngày này đâu, chỉ có một lựa chọn duy nhất thôi. Rồi câu này đáp án của mình là choice. Mình sẽ chú ý làm những cái phần từ loại, mình sẽ cố gắng giải luôn cho các bạn ha. Rồi câu này speaker should be prepared, mình thấy chữ should rồi đúng không? Đó, should trở động từ nè. Cho nên đây là vị ngữ của mình. Tới chữ and này, liên từ và đây từ chỗ này chỗ đây be able to answer cái gì đó nó là vị ngữ hai của mình. Rồi thì nguyên cái đống vị ngữ hai và vị ngữ một đều bổ trợ nghĩa cho cái speaker này. Speakers, những người diễn giả nên chuẩn bị, nên phải được chuẩn bị, should be. Câu này nếu mà mình viết ra thì cái
should be able to, tại vì be able thì nó không có đứng một mình được ha, thì mình phải nói là should be able to, nên, be able cũng là nên và nên đó, trả lời những câu hỏi như đó. Nhưng mà đây nó giản giống như cái phần nãy mình có nói ví dụ ha, khi mà mình hay cái chữ should đây thì mình có quyền mình bỏ cái chữ should ở đây, giản lược nó đi để câu nó gọn hơn, không có phải lặp lại cái chữ should đó nữa ha. Đó rồi, đó là những cái ví dụ về câu có hai vị ngữ. Thì thông qua cái bài này thì mình cũng hy vọng là các bạn sẽ nắm được cái dấu hiệu của câu phức và câu có hai vị ngữ, để khi mà mình gặp một cái câu mà nó dài lòn thòn, nó phức tạp thì mình cũng không có bị bỡ ngỡ ha, mình cũng không có bị rối để mình xác định được ha. Rồi thì ở cái video sau á, mình sẽ tập trung mình nói về cái cách mà phân biệt vị ngữ qua to verb và verb in. Tại vì cái này rất là nhiều trong cái bài thi của mình, bác 5, bác 6, bác 7 mình cũng gặp rất là nhiều. Cho nên mình nắm được cái này thì mình sẽ làm cái phần reading nó cũng ok hơn ha. Rồi thì cái video này xin kết thúc ở đây ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau ha. Rồi bye bye chào các bạn.